Chính phủ xác định phát triển đô thị thông minh bền vững là một hướng đi có tính đột phá để góp phần nâng cao tính cạnh tranh quốc gia. Hiện trong khu vực Việt Nam đang là quốc gia tích cực xây dựng thành phố thông minh với 3 trong số 26 thành phố thuộc mạng lưới thành phố thông minh ASEAN từ năm 2018 và hiện nay gần 40 địa phương tại Việt Nam đang triển khai xây dựng các thành phố thông minh chính phủ cũng yêu cầu các địa phương cùng với phát triển các tiện ích thông minh cần chú trọng xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu thông minh phục vụ đưa ra các quyết định thông minh thúc đẩy quy hoạch và các giải pháp quản lý đô thị thông minh thu hút sự tham gia mạnh mẽ của khối tư nhân phát huy năng lực đổi mới sáng tạo tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ